Úi trời ơi, Helen nó úi Helen này nó có cái độ ngu nhất định luôn thằng Helen này. Trong game này nó có một cái độ ngu nhất định của thằng Helen. Và mẹ đe, trời ơi, nô tỳ con vợ ra mốt không lên được luôn kìa. Cravat Kedia, quốc dân mới. Nhớ ngày hôm nay, em nhớ ngày hôm nay này, sau clip này Cravat Kedia chính thức trở thành quốc dân mới trong Fear Line 4. Hôm nay thì tôi có gửi đến cho anh em một cái content, đó là chúng ta sẽ trải nghiệm cái mùa mới nhất của Fear Online nhá. Mùa 22 UCL, hiện tại tôi có lan những con hàng ở đây. Một vài những con hàng, nhưng mà tôi lại loan cả những con hàng mà theo kiểu là mới lạ cơ. Chứ còn nếu mà bảo quốc dân thì nó cũng sẽ không, chưa có ai cả, hiện tại nó chưa có ai cả. Ở đây có một vài con hàng tôi đã mượn, có Van Verde ở đây này. Có Van Verde, có Sadio Mane. Đây, có Sadio Mane ở đây. Erling Haaland, Mbappe, Kravat, Taremi, Kimizi, Simone và Nunez. Cái thằng này không, tôi không biết đọc tên nó là cái gì. Chumomoting này, đấy. Đây. Đó, đây. Quả Calavat nhìn ok, tôi sẽ test qua quả này xem nào. Sinh năm 2001, 255 năm luôn. Tốc độ 120 ở mức thẻ cộng 2 level 1. Dã man thế nhở. Ok, thử con này xem nào, con này tôi thấy cũng thuộc vào cái diện gọi là dã man đấy. Mbappe có sao? Chủ tịch thì có 6 chỉ số ẩn. Sút xoáy tinh tế mà tốc độ tạt bóng ngoài, bấm bóng qua người. Nói chung là tất cả những cái gì mà Mbappe có ngoài đời thì nó đã có trong đây rồi. Tốc độ cực nhanh luôn ở level 1 anh em nhá. Cực kỳ nhanh luôn. Có điều là chân 4 chân 5 thôi. Có điều là chân 4 chân 5. Kim Min-ji. Ok, Kim Min-ji nữa. Kim Min-ji cũng sẽ là một trong những lựa chọn mà mình sẽ test trước. Đấy, có lẽ là sẽ test như vậy trước, một dàn như vậy trước đi, xong rồi mình sẽ test những cái dàn tiếp theo sau. Kravat, mình sẽ test thử cái con này xem nào. Kravat Kedia, đôi cánh này mình sẽ dùng Kravat và Sadio Mane. Đây, 255 nên là mình sẽ để hai con này như đều 255 thì phải. À đây, con này chân 4 chân 5. Thế thì mình sẽ để Mane nó lệch phải đi. Tuấn Minh đã donate cho Tabi 10. Cảm ơn Tuấn Minh nhá. Nào, sẽ là bộ 3 này anh em nhá, bộ 3 này. Tiền vệ thì tôi có Van Verde, Toni Kroos, Kim Min-ji sẽ là cạnh đây. Ok, bây giờ sẽ lắp huấn luyện viên. Chủ tịch thì tôi sẽ để sút tầm gần khéo léo vào con báo. Kravat này tập trung, có cái tập trung bên trái đây. Nháy chuông. Đây bên này đây. Mình nghĩ cái này sẽ là phù hợp. Cải thiện khả năng phòng ngự bên trái. Cái này mình sẽ để cái tập trung đánh chặn đi. Con này mình sẽ để tập trung đánh chặn với cải thiện khả năng phòng ngự bên phải. Kim Min-ji này. Đó, thử nhá anh em nhá. Test Rashford 22 UCL đi, thầy làm gì có Rashford 22 UCL, có đáng thế. Cô gái miền Tây có cây ở giữa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn cô gái miền Tây nhá. Tabi thầy cho em nhập học đời. Ok. Mời em vào lớp. Mời em vào lớp nhá. Tôi muốn nhìn thấy Mắc Hải 22 UCL trong đội hình này. Mắc Hải 22 UCL ở đấy lớn đâu ra, khó nhở. Trước đi game show thì mấy con vợ trêu team MU ạ. Mấy con vợ trêu team MU mùa này có tăng chỉ số không nhỉ? Các thứ. Cầu thủ nào sẽ là cầu thủ bị giảm chỉ số ở MU mùa 2 UCL các thứ. Đẩy nó ra ngoài thế thôi. Đó. Kim Min-ji. Chưa có gì để test thử từ từ. Hàng công đi. Một hàng công đầy tốc độ xem nào. vội vàng thế nhở, cái nhìn Mbappe chạy là vội vàng. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Tuấn Minh nhá. Bình tĩnh xem nào. Rode, Kravat. Úi, con vợ nó dẻo chưa nè. Con vợ nó dẻo. Quốc dân mới đấy rồi. Kravat Kedia, quốc dân mới, nhớ cái tên này. 255, dẻo, nhanh, sút tốt. Còn thiếu gì đâu, chả thiếu một cái gì cả. Mấy con hàng Napoli này có một cái gì đó yêu ái đấy, đến từ nhà phát hành đúng không nhỉ? Mấy con hàng Napoli này. Kravat Kedia. Thằng cái tên thằng này nó không khó đọc bằng tên thằng thủ môn AC Milan đâu nhỉ. Mày ăn tên thủ môn AC Milan mới dã man. Tatan, cái gì nhỉ? Tatarasaru. Mane. Mình đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sadio Mane. Thầy Hải bên ngoài trường làng ghi nhiều bàn thắng. Kim Min-ji lúc nào trên đầu, em thấy lúc nào hậu vệ tôi trên đầu phải có cái kéo. Lúc nào mình có cái kéo trên đầu. Con Van Verde nhanh phết. Không biết là Van Verde trong đây nó đã cải thiện khả năng sút dứt điểm chưa. Ngoài đời Van Verde nó sút các đéo quả bom đâu. Nó sút như quả rocket vào gôn. Trong game sút lực yếu xìu, không hiểu cái gì. Khả
Khải đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Khải nhá. Thủ môn AC đọc là Tata Jusa Nu dễ mà thầy, cái thằng Clavat này mới khó đọc này. Nope. Trời ơi, con vợ này hay, con vợ này chạy chỗ hay thế nhở. Clavat này, mê thằng này rồi đấy. Kim Minji, đố này công đang chưa căng nên là chưa test là thằng Kim Minji như nào. Nhưng Mane nó chạy thì thôi rồi anh em ạ. Mane chủ tịch chạy thì thôi. Trong chủ tịch vẫn có một cái gì đó hơi đần anh em, nhất là phòng này chủ tịch có một cái gì đó hơi đần. Mình đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thôi được rồi, cứ đá nhá. Đây này Mbappe. Mày nope. Trời ơi, DD xấu thế nhở, đây quả đấy nó phải CD mới đúng chứ. CD, ZD mới đúng quả đấy chứ nhở. Mane. Nè. Chủ tịch. Kylian Mbappe. Nhưng con Mbappe này thật sự là nếu như mình sẽ xếp cái công tâm ra là con vợ này nó không chơi được ST được. Không chơi được. Con Mbappe này chỉ có LW thôi, nếu mà mình nghĩ là nếu mà bảo tối ưu thì LW là ok. Làm tí không? Làm tí không? Hả? Valverde à? Chưa thua, Valverde truyền cái thứ nhìn trông chưa thua. Tí nó phải test quả sút xa của Chim Ưng mới được. Chim Ưng trận này chưa có quả sút xa nào. Test luôn. Nope. Bùi Tuấn Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Caravat. Mà Caravat tạt cũng hay nhỉ, tạt cũng hay chứ. Anh em nào mà yêu thích cái việc phản công ấy thì sắm ngay cho mình con Mane đi. Nếu mà chơi anh em là thằng hệ mà kiểu yêu thích phản công thì tốt nhất là nên chơi cho mình con Mane này. Chạy vãi cả lìn. Xong anh em đá thêm một con Kroos nữa ở giữa sân hoặc là Kevin De Bruyne nữa ở giữa sân thì cứ có bóng Mane đang di chuyển và De Bruyne có bóng chẳng hạn là xong. Là xong, bóng đá nó đơn giản lắm. Con Mane 22 này chạy cũng kinh anh em ạ. Chạy cũng kinh luôn. Cravat. Được. Nào, ui, giữ được 200 like luôn đó. Bác sĩ tâm lý đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đó là bác sĩ tâm lý nhá. Thầy đợi e chút e sẽ bổ sung chất thép giúp thầy okay. E chuyển nước đã. Helen Nunes à? Ok, sẽ test thêm Nunes nhá. Ok, sẽ test thử Erling Haaland nhá. Sẽ test thử Erling Haaland. Rồi, tôi sẽ test thử con Haaland đi. Haaland thì mình sẽ để cái gì đây? Haaland thì mình sẽ để cái di chuyển ngay khi đỡ bóng 1 và khéo léo đi. Đó, sẽ để này đi. Vì tôi sẽ tập trung vào cái việc đá phản công. Tập trung việc đá phản công. Nghe nói Haaland mùa này là một thằng phế vật ở thầy đâu. Bây giờ mới đá mà phải đá thử mới biết được không? Thử nhá. Erling Haaland. Tôi mê con này quá anh em ạ, tôi mê con Clavat này quá. Mẹ con Clavat này mê thằng này quá. Valverde à? Con Valverde này chưa sút được phát nào. Nope. Đó. Tôi nói mà, đó. Một que thôi. Cái vừa rồi là một pha bóng mà rõ ràng nhất rồi đấy. Toni Kroos với một cái quả chuyền bóng không thể ngon hơn được nữa. À con vợ đá sơ đồ kim cương luôn à, lâu lắm mới thấy con vợ đá sơ đồ kim cương nha. Sơ đồ này nó hơi bị khan ở trên danh siêu sao ấy. Có thể danh huyền thoại hay tinh anh đổ lên tôi thấy ít người đá lắm. Bây giờ thấy ông này đá danh siêu sao đá sơ đồ kim cương này. Chật đét luôn đánh vào đầu, đánh thẳng vào giữa gôn luôn, không bắt được luôn kìa. Nope. Cái gì đấy Valverde, làm sao mà ngã mặt vậy. Trong hai lần trong đây dáng nó bị thô, nhưng mà dáng cầu thủ cái thứ nó cứ bị thô. Kroos. Nope. Chân trái luôn. Trời ơi, vẫn chưa ghi được bàn, vẫn chưa nổ súng được cả. Haaland ở trong FIFA 4 thì mình nghĩ là vẫn chưa thể dùng được. Chờ bản FIFA, nói chung là chờ bản FIFA nữa ra đi. Chứ còn chờ update không ăn thua. Chờ cái bản FIFA nữa ra. Chứ còn tôi thấy Haaland mùa đéo nào nó cũng như nhau à. Nó như nhau hết. Cravat. Kiểu mà hai bên cánh mà đối phương bắt đầu yếu lực, bắt đầu cho tung Mane vào thì thôi luôn. Xác mẹ định luôn. Valverde. Nope. Xuống ra ngoài lại đó kìa. Tôi vẫn là niềm tin của con Haaland này. Tôi vẫn là niềm tin vào Erling Haaland trong trận đấu này. Con vợ này dùng QS hơi nhiều nhỉ, dùng QS nhiều nên đội đẩy lên nhiều ấy. Haaland ơi. Cứng quá nhỉ, có khi Nunes phải vào sân, Nunes khởi động nhá.
Cờ đốt chuyển thì thôi đấy, cờ đốt nó chuyển thì thôi luôn. Di chuyển ngay cái đỗ 1. Di chuyển ngay cái đỗ 1, bắn đi. Đó. Cờ đốt nó chuyển cái quả này, Mane có bóng. À đâu, cờ đốt đang có bóng, Mane di chuyển là xong. Là xong. Darwin Nunez. Ok. Van Vede này mình đang chưa thấy ổn lắm. Chưa thấy ổn lắm. Đầu tiên là cái giá nó hơi thô ấy. Giá nó hơi thô. Mình thích là tiền vệ nào giá nó phải dẻo dẻo tí cơ. Không được, khó quá. Vậy đá hay chứ, không phải đá Tottenham, đá hay luôn ấy. Nope. Nope. Ok. Trời ơi, làm sao vậy nhờ? Mane đứng ngay cạnh cùng tành sút ra ngoài là sao? Biết là chân 4 rồi nhưng mà vấn đề là nó ở cự ly nó rất là gần như vậy ấy. Chứ nó không phải là quá xa để có thể là bảo chân 4, cự ly nó gần vãi đái luôn ấy. Cách gôn có một tí. Kroos đã chuyền vẫn đỉnh. Toni Kroos đã chuyền vẫn cứ là a đỉnh luôn. Chẳng hạn này. Đấy. Toni Kroos chuyền vẫn cứ là đỉnh. Vẫn cứ là đẳng. Được chưa nhở? Beckham làm gì giờ nhở? Chuyển Nunez đi. Kết thúc trận đấu này với David Beckham. Đó. Aluzi rất là thích hợp để test Erling Haaland nhá. Úi trời, Erling Haaland này nó có cái độ ngu nhất định luôn, thằng Haaland này. Trong game này nó có một cái độ ngu nhất định của thằng Haaland. Van Vedea, trời ơi, nô tì con vợ ra mốt không lên được luôn kìa. Kravatskelia, quốc dân mới. Nhớ ngày hôm nay, em nhớ ngày hôm nay này, sau cái clip này Kravatskelia chính thức trở thành quốc dân mới trong FIFA 4. Nó đi chuyển qua ngân hàng khác. Anh em biết gom tiền mua con nào trong mùa này chưa? Biết chưa? Khéo nhờ. Nhưng mà phải qua được Kimiji đã. Khéo đấy. Nhưng phải qua được qua Kimiji. Cũng hay, cũng mạnh. Qua luôn. Ô mẹ Erling Haaland. Đéo được rồi, Erling Haaland trông ngu lắm. Trời ơi, cái thằng Mane này. Quả Cantona kép 8 được ca thầy nhé. Cantona tôi chưa đá bao giờ luôn. Không biết con ấy đá như nào luôn. Chưa đá bao giờ.